Em xin chào mấy cô chú, mấy anh chị yêu thích hoa lan. Hôm nay thì muốn chia sẻ cái cách mà để mình kích hoa dendro, cái dòng dendro để mà cho mình đón xuân năm 2021 nha anh chị. Và dendro mình phải dùng phân thuốc gì để cho nó kích thích cái giòi hoa khi cây đã đến tuổi cho hoa? Dạ, sau đây xin mời cô chú mấy chị cùng em tham khảo những cái loại phân mà em đã dùng. Đầu tiên á thì mấy chị muốn dendro ra hoa, mình phải xem nó đã thắt ngọn, đến tuổi ra hoa và thắt ngọn hay chưa. Thắt ngọn có nghĩa là sao? Đây để em thí dụ cho. Đây, thắt ngọn là cái lá ở trên ngọn nó teo tóp lại còn một mình đó nè, nó không có ra lá non nữa. Đó, mình chị thấy nó nhú hai 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 vòi đã rồi, thấy không? Đó, cây mình nó đã thắt ngọn hay chưa mình mới cho ra hoa được. Còn những cây mà không thắt ngọn, đây nó vẫn còn đi lá nè, mình chị thấy không? Đó, vẫn còn đi lá nè, cây cao vẫn còn đi ngọn nè. Đó, cây này á nó chưa thắt ngọn thì nó chưa có cho hoa được. Đó, mình phải xác định nó là thắt ngọn rồi mình mới kích hoa cho nó được. Như cây nhỏ nhỏ xíu này nè, nó thì không thể nào cho hoa được, nó còn đi ngọn mà. Đó, khi mà thắt ngọn rồi nè, anh chị thấy nó là giọt giò hoa lên liền, thấy không? Cao vút luôn. Đó, tuốt trên đó luôn. Rồi, cái tiếp theo là vấn đề mình phải coi cây mình nó có đủ lực để ra hoa hay không. Và cái này cũng quan trọng nha. Cây mà yếu yếu á, mà lá nó vàng hết, cây nó ốm ốm rồi, không có sức sống, nó khô khốc á, thì nó không ra hoa nổi đâu nha mấy chị. Mình ráng chăm cho cái cây nó phải mập mạp như vậy nè, lá nó mới xanh như nè. Đó, nó mới cho giò hoa dài được, phải không? Đó, giò hoa bên kia nó dài. Đó, thì muốn dendro nó xiên hoa là cả một quá trình, chứ không phải là mình kích là nó ra hoa là đạt đâu. Mình kích nó ra hoa đó, nhưng mà hoa nó chắc chừng được vài bông rồi, chứ nó không có xiên hoa dài hoa đẹp được, với nó mau tàn nữa, nghe anh chị. Đó. Rồi, khâu chuẩn bị của mình. Khâu chuẩn bị của mình từ lúc nào? Là từ lúc cây nó còn nhỏ vậy nè. Em thí dụ thôi nha. Từ lúc cây nó còn nhỏ tới cỡ này là chúng ta chuẩn bị phân bón cho nó đầy đủ, đủ chất dinh dưỡng. Cây nó khỏe, nó sẽ vượt lên. Nó vượt lên cao, cây sau nó sẽ cao hơn cây trước. Nè, thí dụ cây này đi, nó cho hoa nè. Thì còn nhỏ là mình đã cung cấp cho nó rồi, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng để nuôi nó lên tới khi mà nó thắt ngọn nó mới có đủ lực cho hoa được. Mình phải có chuẩn bị nha mấy anh chị, là cả một quá trình đó, chứ không phải là tới đó mình kích là nó ra đâu. Trong những dòng lan thì mấy anh chị mới chơi á, em khuyên là mình sẽ tập chơi cái dòng lan dendro. Dendro này là cái dòng mà dễ chăm sóc nhất đó, nó rất là dễ chăm sóc luôn. Chứ mà mới tập chơi mà mình chơi những dòng lan mà khó chăm sóc á thì nó dễ chết lắm mấy anh chị. Khi đó thì đâm ra mấy anh chị nản, không còn đam mê chơi hoa lan nữa mấy anh chị. Rồi, cái cây này nó chăm sóc từ nhỏ tới lớn thì nó cũng đơn giản thôi. Mấy anh chị phải kích rễ định kỳ cho nó, kích rễ định kỳ hàng tuần, để anh chị phải kích nó một lần. Kích thích nó ra rễ càng nhiều càng tốt, cây càng nhiều càng tốt, bất cứ cây gì có càng nhiều rễ là càng tốt. Chị phải cho nó ra tua tủa vậy nè, kích nó là kích rễ cho nó nhú ra thiệt nhiều. Đó, cây mà nó nhiều rễ cỡ nào càng nhiều á thì nó càng phát triển tốt chừng ấy. Đó anh chị. Rồi, cái đó là kích rễ định kỳ. Rồi sau đó
trong cái khâu chuẩn bị của mình đó là dùng phân NPK. Những loại phân NPK, thí dụ còn nhỏ thì mấy anh chị xài 30-10-10, rồi lớn lên gần thắt ngọn á mấy anh chị xài 20 điều, hoặc nó có một cái dòng cũng tốt, nó mới ra, nó xuyên hoa cho cái dòng Nero này lắm, đó là 3 16 31 16, nó có cái NAA nó giúp cho cây mình nó mập mạp nè, xuyên hoa nè, hoa lâu tàn. Cái đó, đó 16 31 16, NPK 16 31 16, hoặc là mấy anh chị cứ xài 20 điều này đi cũng được, ok hết á, không sao á. Rồi mình chuẩn bị cho nó tới lúc đó thắt ngọn nha, đó là mình xài mấy cái đó. Rồi tới lúc nó thắt ngọn, sao thắt ngọn rồi mấy anh chị muốn kích cho nó ra nhiều giò hoa, ví dụ 1-2 giò gì nè, rồi mai mốt nó ra đây rồi nó có chất kích thích nữa, nó ra đây nữa nè, một cái thân như vậy nó có thể ra 4-5 vòi hoa là chuyện bình thường. Những dòng đen rô nắng như bà liễu Ben Soda hay là Anba gì đó, Cigarette, những dòng cực kỳ xuyên hoa nổi tiếng trong những dòng đen rô nắng đó. Những cái nách này, mỗi một nách nó sẽ là một vòi hoa đó, mấy anh chị kích sao. Rồi bây giờ là khi nó đứng ngọn rồi á, anh chị kích cái lân, mình phải hiểu cái nguyên lý nha. Khi nó cần hoa nó sẽ cần lân nhiều, thì anh chị cứ tìm đại những cái thằng nào mà có chỉ số đạm lân kali nè, lân ở giữa nè nhiều, anh chị kích vô, kích hai lần, khoảng hai lần thôi rồi anh chị ngưng đó, 10 60 10, hoặc là 10 55 10 đó, anh chị cứ thấy lân cao anh chị kích vô cho nó hai lần xong rồi mấy anh chị cân bằng nó lại bằng 20 điều đó, 20 điều để cho ổn định lại, tại vì mình đang nó làm mất cân bằng mà, làm mất cân bằng cái lân cao quá đó, mình sẽ cân bằng nó lại bằng 20 điều liền cho nó ổn định lại. Rồi khi mà nó bung nụ giò gì đó, đó lú lên gan đi, rồi mấy anh chị chuyển sang một cái phân là mình dưỡng hoa 6 30 30 đó. Đây là nè, 30 30 là lân vẫn cao nha, lân vẫn còn rất cao nha, và tăng cái kali 30 lên. Cái này nó sẽ làm tiếp tục đẩy cái giòi hoa của mình lên tiếp, tại vì mình đã dùng 10 60 10, mình kích cái giòi hoa nó ra rồi. Tác dụng tiếp theo là thằng này nó sẽ đẩy tiếp cái giòi đi nữa, nó vẫn còn lân nhưng mà không cao vậy thôi. Lân kia là mình để kích cho nó ra khỏi thân thôi, rồi khi nó ra ngoài rồi á mình xài 6 30 30, cái này 30 lân nè, mình kích cho cái giòi nó tiếp tục đi dài lên. Và 30 kali này là để nó làm gì, nó vận chuyển nước nhanh nè, chất dinh dưỡng nhanh để nuôi hoa nè, nó làm cho cái hoa mình cứng cáp, màu sắc sặc sỡ, không dày cánh nè, cánh hoa dày nè đó, đặc biệt lâu tàn nữa đó, mấy anh chị sẽ được chơi được hoa rất là lâu đó. Thì vẫn là mình dưỡng hoa nó bằng cái này, dưỡng hoa nó bằng cái này nha anh chị, 6 30 30 để giúp hoa lâu tàn. Thì vẫn cứ là hai lần dưỡng hoa lại cân bằng bằng một lần 20 điều. Bất cứ mình xài thuốc nào mà nó bị chênh lệch cái chỉ số, ba chênh lệch ba cái chỉ số quá, bắt buộc mấy anh chị phải cân bằng lại liền bằng 20 điều cho cây nó ổn định lại, không thôi là cây nó sẽ bị mất cân bằng, nó rối loạn, nó phát triển nha anh chị. Đó thì dendro thì không có gọi là kích hoa gì, nó xuyên hoa dữ lắm, là mình phải bổ sung đầy đủ những loại phân thuốc cần thiết cho nó để nó nuôi hoa, dưỡng hoa đó, chứ không phải là dùng chất kích thích gì nó có hại cho cây hết. Nó mình chỉ là cung cấp dưỡng chất cho nó thôi, chứ không phải là kích thích rồi cây nó có hoa xong rồi nó suy luôn đó. Mình dưỡng khi mà nó có hoa rồi đó,
thân nó vẫn giữ được lá này, mập mạp giữ được lá đó. Đó là cái hiệu quả mong muốn nhất khi mà kích hoa dendro đó, chứ không phải kích xong là cây nó suy kiệt luôn đó anh chị nhớ nha. Đó, mình phải bổ sung từ nhỏ tới lớn nó mới đủ sức ra hoa, rồi ra hoa mình bổ sung những cái chất để cho nó dưỡng hoa đó, dưỡng hoa và đặc biệt dưỡng mầm nữa. Để cho mấy anh chị coi đây, khi mà nó thắt ngọn nè, thằng dendro mà nó dendro hoặc là những thằng đa thân á thắt ngọn á mấy anh chị nè, mấy anh chị nó thấy nè, nhảy mầm gốc liền thấy không đó, mập thấy ghê không, ngón tay nè đó. Mình trước mắt là mình dưỡng hoa ở trên, nhưng mà mình không quên những cái thằng ở dưới đây, mình lo mình dưỡng hoa ở trên không thì thằng dưới đây nó không đủ dưỡng chất đó. Thì em mới nói là mấy anh chị phải cân bằng cái 20 điều lại đó, để cung cấp đạm lại, nó vừa dưỡng cái thân mẹ nè, thân mẹ có hoa nè, nó dưỡng cái thằng em bé dưới đây nữa nè. Nếu mà cứ lo dưỡng cái thằng ở trên không á, thằng dưới đây nó không có đạm á, thì nó về là nó đủ đạm, nó mập lù luôn nè, thấy không, không đủ đạm thì nó teo tớp, nó còi cọc vàng lá, nó tháng sau nó cũng đầy lên được miếng, tháng sau lên được miếng, đâu đủ dưỡng chất đâu mấy anh chị đó. Mấy anh chị hiểu được cái nguyên lý đó thì mấy anh chị chăm cây lan rất là ok luôn mấy anh chị đó. Rồi đơn giản thôi, đó là quy trình mà em đã dùng cho những cây lan của mình và em thấy rất là hiệu quả, rất là ok luôn nha mấy anh chị. Mấy anh chị thấy sao cái dendro này á, bản chất của nó là rất là xiên hoa rồi. Dendro nắng rất là xiên hoa, nó có thể là cho hoa quanh năm luôn. Mấy chị mà chơi cái dòng dendro này rồi á thì mấy anh chị có hoa ngắm hoài luôn. Nó không thơm bằng những dòng lan rừng, nhưng nó cũng có những dòng rất là thơm nha, như là Ben Soda nè, Bà Liễu nè đó, những dòng đó là thơm nổi tiếng, nó là gặp nắng càng nhiều nó càng thơm đó, chứ không phải là hàng dendro, hàng công nghiệp nó không bằng hàng rừng. Nó được cái là nó rất là xiên hoa, nó vẫn có những dòng là rất là thơm nên anh chị thì cứ chơi đi, chơi tập chơi thì nên chơi những dòng dendro này đó. Thì em khuyên mấy anh chị mới chơi vậy thôi, còn quy trình chăm sóc hay là kích hoa gì nãy giờ thì anh chị em mình cũng tham khảo xong rồi đó, thì mấy anh chị cứ làm thử rồi xem coi cái kết quả nó như thế nào đó. Thì em làm cái gì thì em chia sẻ cái đó thôi, em biết cái gì thì em nói cái đó, nhiều khi đúng hay sai gì đó thì mấy anh chị cảm nhận, chứ mỗi người mỗi ý khác nhau nha anh chị. Dạ thì mấy anh chị mà nếu thấy thích cái video mà chia sẻ về lan dendro của em á thì mấy anh chị ủng hộ em bằng cách là đăng ký kênh cho em một like và nhấn vào cái chuông thông báo, và để mỗi khi mà em ra clip mới á thì mấy anh chị sẽ là được người được thông báo đầu tiên. Và chúc mấy anh chị mấy cô chú thì thật là nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Dạ xin cảm ơn.